Trông em rất xinh đẹp, phải không? Có phải trong những người mà anh quen biết, em được xem là đẹp rồi không? Hoặc là có người xinh đẹp hơn em? Không có. Không có cô gái nào xinh đẹp hơn em được cả. Em đang nghĩ gì vậy? Tại sao không sấy khô tóc? Mấy ngày nay anh vẫn luôn bận họp, đã chậm trễ rất nhiều công việc. Có khả năng hôm nay phải bận đến rất muộn. Đồ mọt sách.